Tùy cá. Cá là gì đó. Sáng mai là mấy giờ đi chị? Chị đẹp được không? Chưa đẹp mà không mời đi mấy giờ. Chưa đẹp rồi đó mấy giờ. Mai rồi mình thường chắc cú luôn. Mai mấy giờ đi? Mai giờ đi hả? Ừ, sáng mai làm không? Sáng mai có làm cách không? Mai à? Mai nó chuẩn bị rồi đi làm gì nữa trời. Hỏi cho chắc chuẩn bị rồi đi vô trưa rồi làm cái người đi gọi điện để làm ra tờ nhà luôn nghỉ 2 ngày thứ 2 thứ 3 ok. Còn giờ cũng hỏi em thì em kêu phải xui mình, tại chưa biết đấy. Em kêu có chị gọi. Về được không chị? Ừ. Em hỏi đến cả người khách thì kêu là nó không có gọi điện thôi chứ không biết được nhiều một lần. Nói mình nói không làm lại làm. Em cục này mình mới cục nó lên theo thôi. Thank you.
hết đũa rồi đó chị, mà nó cũng còn đĩa vậy đó chị. Hồi nãy vô em nãy vô em thấy em quấn hầu luôn. Đổ bát rồi đó. Để em rụt cái ống luôn rồi. Trông cũng dễ mẹ có sân hết tự luôn. Không được chị. Thank you.
Nói giờ đi. Cái ghế này cũng là tăng từ bao nhiêu đấy anh? Hả? Ngồi với cái ghế gì? Ừ, cái gì? Ừ, bác mẹ luôn á.